Xin chào cả nhà, hôm nay nhà vườn sẽ ủ phân dê để bón cho cây với phương pháp ủ nóng phân. Trong clip này, nhà vườn sẽ hướng dẫn ủ nóng phân dê, phân có thể sử dụng an toàn, tỷ lệ đạm cao trong một tháng ủ. Và nhà vườn cũng sẽ nêu ra những sai lầm thường gặp khi sử dụng phân chuồng. Nhà vườn sẽ sử dụng nấm Trichoderma để xử lý phân dê. Nấm này sẽ giúp đẩy diệt vi khuẩn có hại và biến phân dê thành chất cây trồng dễ hấp thu. Nhà vườn có hỏi ChatGPT, cả nhà cùng xem nấm Trichoderma có công dụng rất lợi hại ha. Ngoài thị trường thì có bán rất nhiều loại Trichoderma, nhưng chúng ta sẽ chọn loại ủ phân nha cả nhà. Với 30 bao phân dê thì mình dùng một gói này để cố định đạm trong phân dê, thì chúng ta sẽ dùng super phân lân ha. Cả nhà tham khảo công dụng của phân lân, nó rất quan trọng trong việc ủ phân ha. Giờ nhà vườn sẽ pha gói nấm Trichoderma vào thùng 50 lít nước. Để duy trì và sản sinh ra nhiều nấm Trichoderma thì mình cần phải có mật mía hoặc cám gạo. Ở đây thì nhà vườn sẽ sử dụng mật mía vì nó rẻ, dễ pha trộn ha cả nhà. Khoảng 7 đến 10 ngày sau ủ, chúng ta nên tưới nước pha mật mía lên khói ủ một lần. Việc này sẽ giúp tăng độ ẩm cho khói ủ, mật mía nuôi nấm Trichoderma phát triển. Giờ nhà vườn sẽ trộn đều hỗn hợp ha. Nhà vườn sẽ phủ bạt bên dưới, mình đổ phân vào khoảng 6 bao tạo thành một lớp phân khoảng 20cm, rải phân lân lên lớp phân. Nhà vườn sẽ trộn đều lớp phân dê và phân lân với nhau. Sau đó mình sẽ tưới dung dịch nấm đã pha trộn lên đống phân ủ. Phân dê nói riêng và phân chuồng nói chung thường được sử dụng không đúng cách, làm giảm hiệu quả và an toàn. Sai lầm thứ nhất là mình phơi phân chuồng dưới nắng. Việc phơi nắng sẽ làm mất nhiều chất dinh dưỡng. Nắng làm bay hơi nhiều chất dinh dưỡng, đạm. Nhưng một số nơi phơi phân rồi đóng bao để cung cấp cho người trồng cây. Sai lầm thứ hai là mình dùng phân tươi để bón cây. Cách bón phân này không tốn thời gian ủ nhưng có nhiều cái hại. Trong phân chuồng có chứa nhiều vi khuẩn có hại, sán, lải, chưa kể phân chuồng sẽ làm nóng và hư rễ cây. Như đống ủ này thì đang rất nóng ha cả nhà. Phân chứa trong bao rất nóng do vi sinh vật trong phân gây ra. Nếu bón phân đang nóng này cho cây thì không tốt mà còn có hại, phát tán chất bẩn ra môi trường. Sai lầm thứ ba là dùng thau chậu lọc rửa phân dê chưa xử lý, tuyển chọn viên phân đẹp trước khi ủ. Việc này cực kỳ sai nha cả nhà. Trong phân dê nhiều ký sinh trùng, hôi và rất bẩn. Rửa như vậy thì vừa mất vệ sinh, vừa làm mất dinh dưỡng của phân. Nước thải sau rửa nó đẩy chất bẩn ra môi trường. Cách đơn giản là chúng ta ủ phân trước, khi đó phân đã sạch, chúng ta tuyển lựa sau.
Hạt đẹp mình để trồng lan, hạt xấu thì mình bón luôn cho cây, vừa an toàn cho sức khỏe, vừa vệ sinh ha cả nhà. Giờ nhà vườn tiếp tục đổ lớp phân khác lên đống ủ. Mình cũng thực hiện rải phân súp be lân, tưới dung dịch nấm và trộn đều với nhau. Việc đảo trộn kỹ sẽ giúp cho phân hoai đồng đều, tránh chỗ đã hoai, chỗ chưa hoai. Và giờ mình thực hiện lớp ủ cuối cùng ha cả nhà. Ở lớp này thì mình tưới nhiều dung dịch nấm chút nha cả nhà. Nếu thiếu thì đổ thêm nước vào pha loãng tí. Sau khi trộn xong đống ủ thì nhà vườn sẽ phủ bạt kín lại. Việc ủ kín này sẽ làm cho đống ủ duy trì nhiệt độ ẩm tốt, tránh thoát đạm ra ngoài. Và mình sẽ che đậy lại để tránh con chó hay con gà nó sẽ bươi. Chúng ta thấy con gà nãy giờ đang đứng canh bươi, nó đứng nhìn mãi luôn nè. Chỉ cần chúng ta thoát khỏi tầm mắt của nó trong vòng 10 phút thì nó sẽ rủ đồng bọn của nó bươi banh cái đống ủ này luôn á cả nhà. Giờ thì nhà vườn sẽ phủ bạt lên. Chúng ta nên phủ nhiều lớp cho kín ha. Nhà vườn sẽ phủ lên 4 tấm ni lông và bạt.
Và cuối cùng, nhà vườn cũng không quên dùng cây chặn lại để tránh gió bay tấm bạt lên. Vậy là nhà vườn đã thực hiện xong phương pháp ủ nóng phân dê. Hy vọng với những thông tin nhà vườn chia sẻ, cả nhà sẽ sử dụng phân hiệu quả để có những cây trồng xanh tốt nha. Cả nhà thấy hay và bổ ích để làm một like và bình luận để nhà vườn có động lực làm các clip tiếp theo. Hy vọng cả nhà sẽ đăng ký kênh YouTube Fast Garden để chúng ta cùng nhau chia sẻ các nội dung làm vườn hay. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở các clip tiếp theo.